Volkswagen là một trong những tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, có trụ sở chính tại Wolfsburg, Đức. Được thành lập vào năm 1937, Volkswagen có lịch sử lâu đời và đã trải qua nhiều thăng trầm. Hiện nay, Volkswagen sở hữu 12 thương hiệu ô tô gồm Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania, MAN và Volkswagen thương mại. Volkswagen đang dẫn đầu thị trường ô tô châu Âu và là một trong những thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại Mỹ và Trung Quốc. Công bố mới nhất cho thấy, Volkswagen là nhà sản xuất có doanh thu lớn nhất thế giới năm 2023 với 335 tỷ đô la Mỹ, bằng 78% GDP danh nghĩa của Việt Nam, tức 430 tỷ đô la Mỹ. Volkswagen đang tích cực chuyển đổi sang sản xuất xe điện và đầu tư mạnh vào công nghệ pin và xe tự lái. Với chiến lược New Auto, Volkswagen muốn trở thành nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới vào năm 2025. Tiềm năng phát triển của Volkswagen trong lĩnh vực xe điện và công nghệ mới rất lớn. Sắp tới, công ty sẽ trả cổ tức tới 9,06 euro, tương đương khoảng 9,65 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu. Giá cổ phiếu hiện tại đang là 120 euro. Hãy nhanh tay mua cổ phiếu của Volkswagen trước ngày 30 tháng 5 năm 2024 để gấp đôi thu nhập nào.